Hello, xin chào cả nhà. Đây là một cái viên hổ phách có chứa cái lớp vỏ cây ha. Đó. Nhìn rõ ghê luôn. Nó đẹp không? Tiếc là nó chưa có nguyên vẹn lắm. Không? Nguyên vẹn xíu nó là tuyệt vời luôn. Đã vô cái lớp gốc hốc cây đi chen cái lớp giống như mới được đúc được hôm qua rồi, lớp vỏ sừng sùi đó, dành cho bác nào thích sưu tầm rồi. Đằng sau nó mấy cái tạp chất đồ trong cái thân cây bị phân hủy rồi. Thôi chào cả nhà, bạn nào mà muốn coi thêm nhiều về hổ phách nhớ bấm follow mình. Bye bye.